tại xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bến Tre phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cùng với các ngành đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động với nội dung tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Gần 500 người lao động và học sinh lớp 12 có nhu cầu học nghề, tìm hiểu thông tin việc làm trong và ngoài nước của các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Dòng Trơm, Châu Thành và thành phố Bến Tre tham dự sự kiện này. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt là học sinh lớp 12 đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện của mình. Phiên giao dịch việc làm lưu động cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng nhân sự chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình. Các ngành nghề được quan tâm nhiều nhất hiện nay là nông nghiệp, xây dựng, dệt may, du lịch, bán hàng, giáo dục và y tế. Việc mở phiên giao dịch việc làm nhằm giúp cho người lao động định hướng nghề nghiệp, dạy nghề và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những giải pháp hữu hiệu đảm bảo kế hoạch an sinh xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Bến Tre trong hiện nay và trong thời gian tới. Tại phiên giao dịch việc làm, người lao động và học sinh lớp 12 các trường được tư vấn về các khóa đào tạo nghề, các chương trình hỗ trợ việc làm, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi đi làm việc trong nước và ở nước ngoài. Các doanh nghiệp, tổ chức cũng giới thiệu về các tiêu chí tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Đến với phiên giao dịch này thì bên em là sẽ mang đến, nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Chúng em sẽ chia sẻ những thông tin về những dịch vụ mà hiện nay công ty em đang làm, như xuất khẩu lao động sang Nhật, du học Nhật Bản, du học Hàn Quốc và những gói vừa học vừa làm tại Hàn Quốc hiện nay, chia sẻ đến thông tin đến với người lao động và đến với tất cả các bạn học sinh, với người lao động và đến với tất cả những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và đi học. Thông qua phiên dịch ngày hôm nay đã mang đến cho em nhiều sự lựa chọn trong tương lai. Thì qua các nhà tư vấn thì em đã có thể suy nghĩ được những hướng đi của mình. Phiên giao dịch việc làm lưu động là một trong những hoạt động thường xuyên của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bến Tre nhằm thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương.